cận cảnh đoàn tàu bọc thép nghìn tấn đưa ông Kim Jong-un tới Việt Nam. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã rời thủ đô Bình Nhưỡng vào 17 giờ ngày 23 tháng 2. Theo đó, đoàn tàu này đã vượt cầu Hữu Nghị trên sông Áp Lục để vào lãnh thổ Trung Quốc vào cuối ngày. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, ông Kim rời Bình Nhưỡng cùng một số quan chức cấp cao của Triều Tiên, trong đó có em gái là Kim Yo-chon. Quãng đường sắt từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội khoảng 4.500 km. Theo đúng kế hoạch, đoàn tàu bọc thép sẽ đến Hà Nội vào tối 25 tháng 2. Tốc độ di chuyển của đoàn này đặc biệt chậm hơn so với tàu vận chuyển thông thường và một số lý do an ninh nên hành trình này tiêu tốn khoảng 48 tiếng đồng hồ. Đoàn tàu bọc thép màu xanh ô liu này không còn xa lạ với người dân Triều Tiên. Đây là phương tiện di chuyển quen thuộc của các đời lãnh đạo Triều Tiên trong những chuyến công du nước láng giềng. Năm ngoái, ông Kim Jong-un cũng sử dụng đoàn tàu bọc thép để di chuyển tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Truyền thông Hàn Quốc hồi năm 2009 từng dẫn các thông tin mật cho biết đoàn tàu phục vụ nhà lãnh đạo Triều Tiên có ít nhất 90 toa được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Trong mỗi chuyến công du của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có 3 đoàn tàu hoạt động với nhiệm vụ khác nhau, gồm một đoàn tàu đi trước làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, một đoàn tàu chính chở lãnh đạo và đoàn tàu thứ 3 chở các vệ sĩ cũng như các trang thiết bị cần thiết. Đoàn tàu này gồm các bộ phận như thiết bị tàng hình tránh được radar hoặc các thiết bị do thám, máy quét nhiệt và máy dò bom chống các cuộc khủng bố. Bên trong tàu còn có xe bọc thép ngầm và máy bay trực thăng để di tản lãnh đạo trong trường hợp khẩn cấp. Theo truyền thông Hàn Quốc, trong thời kỳ của cố lãnh đạo Kim Jong-il, khoảng 100 nhân viên an ninh sẽ có mặt trên đoàn tàu đi trước. Họ có nhiệm vụ kiểm tra bom mìn tại các nhà ga cũng như các mối đe dọa khác, đồng thời kiểm tra độ an toàn của đường ray. Ngoài ra, các trực thăng quân sự và máy bay cũng bay ở phía trên đoàn tàu để đảm bảo thêm an ninh. Do mỗi toa tàu đều được bọc thép chống đạn nên trọng lượng của chúng sẽ nặng hơn các tàu bình thường hàng nghìn km. Đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên ước tính có tốc độ tối đa khoảng 60 km/h. Đoàn tàu này được lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô Viết Stalin tặng ông Kim Jong-un và được sử dụng từ đó đến nay. Theo Reuters, chuyến đi của ông Kim Jong-un sẽ không hoàn toàn dùng tàu hỏa làm phương tiện di chuyển. Cụ thể, chiếc tàu chở ông Kim Jong-un sẽ dừng ở ga Đồng Đăng, tiếp đó ông Kim Jong-un sẽ ngồi trên ô tô để tới Hà Nội. Theo kế hoạch thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 2. Đoàn xe quái thú của Tổng thống Trump trên đường phố Hà Nội. The Beast xuất hiện chóng vánh nơi Tổng thống Mỹ được dự đoán dừng chân. Sáng 23 tháng 2, đoàn xe phục vụ Tổng thống Mỹ xuất hiện chóng vánh tại khách sạn Marriott, nơi ông Donald Trump được dự đoán sẽ lưu trú trong thời gian diễn ra hội nghị Mỹ Triều. Khoảng 8 giờ sáng 23 tháng 2, chiếc máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ hạ cánh tại Nội Bài. Sau đó, những chiếc xe lần lượt được đưa ra khỏi bụng C-17 và di chuyển về trung tâm Hà Nội. Sau khi rời Nội Bài, thì đoàn xe đi qua các đường phố trung tâm để tới khách sạn phía Tây Hà Nội. Đoàn xe từ đường Võ Chí Công đi về hướng đường Bưởi. Lúc 9 giờ 55, đoàn xe di chuyển qua cầu vượt Cầu Giấy tiến vào đường Láng. Theo nguồn tin của phóng viên, tổng cộng 6 chiếc C-17 hạ cánh tại Nội Bài trong ngày 23 tháng 2. Các máy bay hầu hết xuất phát từ căn cứ không quân Yokota của Liên quân Mỹ-Nhật tại Fusa, Nhật Bản. Lực lượng an ninh tại Nội Bài đã chặn tất cả các phương tiện trước sân bay và đi ra từ sân bay để phục vụ việc di chuyển của đoàn xe Tổng thống. Đoàn xe trên đường Trần Duy Hưng, các phương tiện khác tạm thời được chặn lại để phục vụ cho đoàn xe này. Dàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ không chỉ là đảm bảo an toàn cho ông chủ Nhà Trắng mà còn là biểu tượng sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự của nước Mỹ. Trong mỗi chuyến công du trong hay ngoài nước, các Tổng thống Mỹ luôn được tháp tùng bởi đoàn xe đặc chủng với số lượng lên đến hàng chục chiếc. Xe chở Tổng thống The Beast được bọc thép như xe tăng, xe liên lạc Roadrunner với anten vệ tinh cao cấp là những phương tiện mới trong dàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ. Đoàn xe của Tổng thống Mỹ gồm nhiều chiếc, nổi bật nhất là Cadillac One, thường được gọi là The Beast, quái thú. Đây là mẫu xe chống đạn đặc biệt được thiết kế dành riêng cho việc đi lại của Tổng thống. Qua mỗi đời Tổng thống, cơ quan mật vụ Mỹ sẽ đặt hàng GM, tức là hãng General Motors, sản xuất mẫu The Beast mới. Trong các chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Mỹ chỉ dùng xe đưa từ Mỹ đến mà không dùng phương tiện của nước sở tại. Điều đó cho thấy việc đảm bảo an ninh cho ông chủ Nhà Trắng được đặt lên hàng đầu, bất chấp những tốn kém về chi phí vận chuyển. Khoảng 10 giờ 15 phút, đoàn xe dừng lại đổ xăng tại một cây xăng trên góc đường Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương. Sau đó, những chiếc chuyên xa chở người đứng đầu Nhà Trắng tiếp tục lăn bánh về phía khách sạn. Chiếc xe quái thú rẽ vào cổng khách sạn JW Marriott, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các nhân viên an ninh của Nhà Trắng đưa chiếc xe về nơi tập kết sẵn sàng phục vụ Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27-28 tháng 2 tới đây. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn,
thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.